Netizen tranh cãi về hình ảnh shipper quỳ xuống xin cảnh sát giao thông tha lỗi vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc thắt chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng luôn nỗ lực cố gắng hết sức đảm bảo duy trì cuộc sống tốt nhất cho người dân trong thời gian cách ly xã hội, đặc biệt một số hãng xe công nghệ vẫn có thể vận chuyển hàng hóa trong phạm vi cho phép, một phần vừa thuận tiện cho nhân dân, vừa tạo công ăn việc làm cho những người lao động trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số trường hợp khiến cộng đồng dấy lên tranh cãi, trong số đó có thể kể đến câu chuyện đáng thương nhưng vẫn nhiều phần đáng trách của một nam shipper mới được đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh shipper quỳ xuống xin cảnh sát giao thông sau vi phạm quy định phòng chống dịch. V, 25 tuổi, nhà quận 8 là shipper cho A, bị lực lượng chức năng tạm giữ xe tại ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 do di chuyển giao hàng ra khỏi quận 8 và giấy phép lái xe bị mất chỉ có hồ sơ gốc. Mình xem kỹ trên app của V thì thấy đơn các quận nổ loạn xạ, không đúng quận mà shipper đăng ký. Hình ảnh V quỳ lạy anh cảnh sát giao thông, thật sự là mình rất đau lòng, một bên thực thi nhiệm vụ đúng luật, một bên là tình người. Nhìn quanh chốt bao quanh là camera, anh em chốt bị cấp trên giám sát nên có thương cũng không biết như thế nào. Mình đứng xa quan sát, sau khi lực lượng chức năng lập biên bản xong, mình mới đến hỏi thăm và xem biên bản của V. Mình có ngỏ lời giúp V cho thùng hàng và chở bạn về nhà vì đã gần 18 giờ, V sợ phiền mình nên có đặt xe đi giao giúp. Bạn leo lên ngồi sau thùng bán tải để mình trở về khu Mãi Cốc, quận 8. Cha mẹ V thất nghiệp, em gái đang đi học, V thì kèm mùa dịch cả ngày, cao nhất được 500.000 để nuôi 4 miệng ăn. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì suy nghĩ những tháng ngày tới, không có phương tiện sẽ làm gì nuôi cả nhà. Có thể thấy người shipper trong câu chuyện do vi phạm quy định, hoạt động ngoài phạm vi, được cho phép cũng như thiếu giấy phép lái xe nên đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện. Dù anh V thậm chí đã quỳ xuống cầu xin nhưng cuối cùng vẫn phải chấp hành theo quy định xử phạt. Cuối cùng anh đã được một người qua đường chứng kiến toàn bộ sự việc giúp đỡ V đến nhà. Dưới bài đăng, mọi người đều cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của anh V cùng gia đình, đặc biệt là cảnh anh V quỳ xuống xin cảnh sát giao thông tha, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Tuy nhiên, đa phần đều đồng ý rằng việc cảnh sát giao thông xử phạt đúng theo quy định là cần thiết trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp. Tất cả người dân cùng chính quyền đang dốc sức phòng chống dịch như hiện nay. Ai cũng vì hoàn cảnh mà tha thì còn gì là quy định nữa, không phải lúc nào cũng mang cái tình ra mà nói chuyện được. Đứng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, tôi cũng từng là shipper nên đừng nói tôi không thông cảm. Đếm thử xem ở các thành phố này một ngày bao nhiêu ông shipper bị phạt và phạt vì lỗi gì, đừng có hơi tí là lôi cái hoàn cảnh ra để biện hộ. Quy định rõ ràng là đường phải có giấy thông hành, shipper thì phải có thẻ và chạy theo app, có khu vực hoạt động rõ ràng. Khi bị kiểm tra mà không xuất trình được những cái đó thì 100% là lỗi cố tình rồi, nên khỏi phải khóc lóc. Dịch bệnh nên số lượng shipper rất hạn chế và cũng đồng nghĩa với giá shipper tăng cao. Trường hợp này, cảnh sát giao thông làm vậy là đúng rồi, không bên được. Nhiều cảnh khó khăn quá, hy vọng mọi người, dù là shipper thì cũng nên giữ gìn sức khỏe và tuân thủ quy định. Bị cảnh sát bắt giam xe còn khó khăn hơn nhiều so với vẫn làm được một chút việc. Nhưng dù hoàn cảnh thế nào thì vẫn không thể lấy đó làm lý do vi phạm được. Mong mọi người bình an vượt qua dịch bệnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.